Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp. Quảng Ngãi, hành tím Lý Sơn được giá. Ninh Thuận chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Quản trị, bộ đội biên phòng nỗ lực chống khai thác EU và một số thông tin đáng chú ý khác. Mở đầu bản tin 18 giờ hôm nay là những thông tin trên lĩnh vực khoa học công nghệ và nông nghiệp. Xác định tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, thời gian qua, các ngành địa phương trong tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả lĩnh vực sản xuất và đời sống. Trong đó, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh đến, đến nay trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ với diện tích hơn 4.903 ha trên các loại cây trồng lúa, nho, táo, hành, tỏi, mang tây xanh, nha đam, điều và một số loại cây ăn quả khác. Công nghệ tưới tiết kiệm nước đã được ứng dụng chuyển giao nhân rộng với tổng diện tích hơn 14.297 ha. Đặc biệt, mô hình ứng dụng công nghệ bao lưới chống rùi vàng trong sản xuất táo với diện tích 826,6 ha trên 1.640 hộ giúp giảm tác hại của các sinh vật gây hại, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng giá thành sản phẩm phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới ngành khoa học và công nghệ tỉnh ninh thuận sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tăng cường đầu tư nguồn lực cho việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống Thưa quý vị và các bạn, xã Mấy Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là địa phương có phần lớn đất sản xuất nông nghiệp nhờ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Điều kiện sản xuất thuận lợi nhưng nông dân nơi đây không lãng phí nguồn nước mà chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp với giải pháp kỹ thuật tư tiết kiệm để thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Và cách làm này ngày càng lan tỏa đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Doãn Hữu Lâm ở thôn Nha Húy, có cách bố trí cây trồng rất đặc biệt. Trên 3,7 hecta đất, ông canh tác năm xào lúa nước. Bờ ruộng, ông trồng cây ăn trái để giữ được độ ẩm, nước ngầm. Tiếp đó, mới đến các loại cây ngắn ngày như cây bắp, cây hành. Các loại cây này đều áp dụng tưới nước tiết kiệm. Cách bố trí xen kẽ giữa cây lâu năm, cây màu giúp cả ba loại cây trồng cộng sinh để cùng phát triển tiết kiệm được cái nhân công của mình với lại cái nước cái lượng nước nó tiết kiệm được nó đảm bảo được cái, cái cho cái tưới mùa khô đó, nó đủ cái lượng nước tưới còn tiết kiệm được cái nhân công là mình tưới chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là nó đủ còn nếu mình chạy thì mất nhân công là phải mất một ngày nhiều hộ nông dân bắt đầu áp dụng nông nghiệp tuần hoàn kết hợp tưới tiết kiệm để thích ứng với thời tiết khô nóng. Với 5 hecta đất, ông Phạm Văn Cường ở thôn Phú Thủy dành 2 hecta trồng cỏ để chăn nuôi bò và dùng phong chuồng để bón cho 3 hecta sầu riêng trồng xen với mảng cầu. Cả 5 hecta cây trồng đều áp dụng tưới tiết kiệm và trải bạc dưới gốc để hạn chế tình trạng nước bốc hơi. Mình tưới tiết kiệm thì nó có thể rửa được trên cả cái thân mặt lá của nó, mình ướt cả thân luôn. Đó, rồi đó, mặc mặc dù nước nó xuống từ từ thì nó sẽ rút nó ẩm hết dưới mặt đất nó không có phải nêu nước ở trên mặt nêu nước trên mặt thì nó sẽ chảy tót ra ngoài hết à cho nên mình phải tưới tiết kiệm thì nó phun nhẹ nhẹ từ từ lâu ngày nó mới thấm được á thì cây cối nó cứ mát miết hơn xu hướng áp dụng tưới tiết kiệm kết hợp chuyển đổi cây trồng ở xã Mỹ Sơn bắt đầu lan rộng sang các hộ đồng bào dân tộc rác lai tưới tràn bằng máy bơm rất tốn kém nhưng không hiệu quả nên anh mang hồng bình ở thôn nha húi đã chuyển toàn bộ diện tích 1,7 hecta trồng cỏ, đậu xanh và táo sang hình thức tưới tiết kiệm. Giải pháp này giúp anh không còn nỗi lo thiếu nước mà năng suất cây trồng lại tăng lên. Tưới tiết kiệm thì cái ưu điểm thứ nhất của nó là nó rửa được cái sâu bệnh trên cái cây xương muối rồi nó xuống và nó tốt cho cái cây hơn và nó đạt năng suất cao hơn. Tổng diện tích đất nông nghiệp của xã Mỹ Sơn lên đến 6.881 ha và khoảng 1.000 ha chủ động được nước tưới và dự kiến đến năm 2025 khi hệ thống kênh cấp 2, cấp 3 của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ hoàn thành sẽ nâng diện tích tưới lên khoảng 70%. Tuy nhiên, nông dân Mỹ Sơn vẫn chủ động chuyển sang các loại cây trồng chịu hạn. Cụ thể, diện tích cây lâu năm có đến 1.620 ha, chiếm hơn 20% tổng diện tích. Cây màu khoảng 5.200 ha, và diện tích lúa nước chỉ có khoảng 230 ha. Có đến gần 250 ha cây màu đang được người dân áp dụng tưới tiết kiệm. địa phương cũng sẽ à, tuyên truyền vận động người dân sẽ sản xuất những cây trồng nó nó phù hợp với cái thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong đó có một số cái cơ cấu cây trồng mang tính chủ lực mà có hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Kết hợp với tưới nước tiết kiệm thì nó sẽ rất tốt bởi vì là đây là một cái mô hình mà nó đem lại cái lợi ích thiết thực cho người dân. Sản xuất nông nghiệp của xã Mỹ Sơn có sự đan xen hợp lý giữa cây lâu năm và cây ngắn ngày. Chủ động chủ đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn phương pháp kỹ thuật canh tác phù hợp giúp nông dân xã Mỹ Sơn canh tác bền vững, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đến nay doanh số cho vay từ khi thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt 236,7 tỷ đồng với 5.236 lượt khách hàng được vay vốn. Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023, trong các tháng còn lại của năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp và phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức giải ngân nhanh các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, chương trình cho vay học sinh, sinh viên Cùng với đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn, nâng chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể nhận ủy thác và chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, phân đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thời điểm này, nông dân huyện đảo Lý Sơn đang thu hoạch hành tím vụ hè thu. Giá thu mua 40.000 đồng 1 kg, cao hơn khoảng 15.000 đồng 1 kg so với đầu vụ thu hoạch năm ngoái cánh đồng trảng thôn tây thuộc xã an hải cũ huyện đảo lý sơn những ngày này bà con nông dân vào vụ thu hoạch hành trong hành tím vụ hè thu rất vất vả nông dân phải bỏ nhiều công sức bơm tưới cho ruộng hành vì vậy diện tích trồng hành tím vụ hè thu năm nay trên đảo lý sơn chỉ khoảng hơn 26 ha. theo ước tính của ngành nông nghiệp năng suất bình quân đạt hơn 8 tấn trên một hectare ở huyện đảo lý sơn nghề trồng hành tỏi là nghề truyền thống Hành tỏi Lý Sơn thơm ngon, được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân đất đảo. Bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyển đổi số. Mới đây, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Quảng Nam đã được khánh thành và đưa vào vận hành với tổng kinh phí thực hiện công trình là 249 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương. Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Quảng Nam, mạng diện rộng sld SLDWAN, và trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC. Được gọi chung là trung tâm tích hợp dữ liệu. Đây là công trình thuộc dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Công trình được thi công từ đầu năm nay đến nay hoàn thành, được đặt tại trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng dịch vụ, dữ liệu dùng chung. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo chủ trương của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo được xem là khâu then chốt trong quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Việc chuyển đổi số nhằm thay đổi nhận thức và thay đổi phương thức dạy và học theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học. Tại Ninh Thuận, việc chuyển đổi số trong giáo dục cũng đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học, gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là học sinh ở vùng khó khăn. Tiết học toán của học sinh lớp 12 toán tin trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn môn học khô khan trở nên thu hút hơn rất nhiều bởi các kiến thức trừu tượng đã được giáo viên thể hiện sinh động bằng hình ảnh minh họa cụ thể, màu sắc bắt mắt thông qua giáo án điện tử chúng em được thầy cô giảng các bài giảng qua màn hình TV như thế này thì chúng em có thể hình dung được các ví dụ một cách dễ dàng hơn hoặc là xem được các thí nghiệm hoặc là các bản như bên toán thì có bản biến thiên thì nó dễ hơn để chúng em dễ hình dung hơn từ năm học 2022-2023 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã đầu tư 14 phòng học trực tuyến có hệ thống thiết bị và phần mềm giảng dạy thông minh. Học sinh không chỉ được theo dõi các bài giảng điện tử sinh động mà còn giải bài tập trực tiếp ngay trên màn hình điện tử. Với cái hệ thống này các bạn có thể truy cập ví dụ chúng ta đang thiếu một kiến thức nào đó, chúng ta có thể truy cập online giống như là trên điện thoại hay máy tính các bạn để tra cứu những công thức đó và chúng ta lấy được những kiến thức và chúng ta sửa chữa bài tập ngay trực tiếp ngay trên bảng luôn. Để đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đầu tư trục cơ sở dữ liệu với tên gọi Hệ thống chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận và được kết nối đồng bộ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là nền tảng cơ bản thống nhất giúp mọi hoạt động quản trị nhà trường được thực hiện trên môi trường số như tuyển sinh trực tuyến, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Với các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, Đến nay 100% hồ sơ của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã được xử lý trên môi trường mạng, 100% cơ sở dữ liệu ngành đã hoàn chỉnh và khai thác sử dụng triệt để trên các nền tảng số và được liên thông với các cấp học, tỷ lệ thu học phí không dùng tiền mặt đạt 44,3%. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai cái các cái phần mềm số hóa quản lý hồ sơ cũng như là học bạ rồi cái cái phiếu điểm của học sinh cũng như là triển khai về cái chữ ký số và cho cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo là thực hiện tốt cái trong cái công tác quản lý văn bản giấy tờ trên cái phần mềm TDFIT. À, và ngoài ra thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra và kiểm soát về cái việc thực hiện cải cách thành chính cũng như là cái chuyển đổi số của ngành. Chuyển đổi số chính là giải pháp để giáo dục nên thuận rút ngắn khoảng cách với các tỉnh thành phố lớn, lấy người học và nhà giáo là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm tạo đột phá trong đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tạo tác động tích cực toàn diện tới phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục. Bản tin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vừa tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn 1 năm 2022 và công bố giai đoạn 2 năm 2023. Đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia theo danh sách này, Ninh Thuận có hai món ẩm thực được vinh danh là cừu nấu nho xanh phan rang và nước xương rồng phan rang. Trong giai đoạn 1 năm 2022, đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực đến từ 60 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Với sự tham gia của các nhà khoa học, nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, nhà quản lý văn hóa du lịch, Hiệp hội đã lựa chọn được 121 món ăn ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, trong đó có 47 món miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam để trao chứng nhận. Trong số đó tỉnh Ninh Thuận có hai món ẩm thực được vinh danh là cừu nấu nho xanh Phan Rang và nước xương rồng Phan Rang. Việc có hai món ẩm thực đặc sản được vinh danh là cơ sở để có phần đưa thương hiệu du lịch Ninh Thuận nói riêng và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Trong tháng 9 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc, làm một số người ngộ độc phải nhập viện điều trị, trong đó có một trường hợp tử vong. Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành công văn số 4122 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyệt đối không sử dụng các loại thủy hải sản lạ như cá nóc, ốc lạ không rõ nguồn gốc để chế biến làm thực phẩm cho người tiêu dùng. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất để cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm ngay khi tiếp nhận thông tin vụ ngộ độc thực phẩm. Hệ chế thấp nhất trường hợp tử vong tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, giúp cho người dân cách nhận diện hình ảnh các loại thủy hải sản có độc tố tự nhiên như cá nóc, cua mặt quỷ, ốc lạ. Thời gian qua, cùng với cả nước, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và hàng ngạch khai thác hải sản, quyết liệt triển khai hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Do đó đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh cũng chưa có lô hàng thủy sản nào yêu cầu chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản tỉnh, đến nay 100% số tàu hoạt động vùng khơi của tỉnh đã được cấp giấy phép khai thác hải sản. Tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 99,7%. Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt 99,6%. Hoàn thành 100% việc cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề các quốc gia VNFishBay. Thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, có sự phối hợp với cơ quan chức năng liên ngành liên tỉnh và xử phạt nghiêm hành vi khai thác IUU, đồng thời tổ chức xác minh xử lý tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát tàu cá, cập nhật kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào phần mềm theo dõi quản lý hoạt động, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời vận động ngư dân thành lập các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, thông báo bản tin ngư trường, thời tiết để bà con ngư dân chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển tàu cá khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Cũng liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, theo dự kiến vào giữa tháng 10 này, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ đến Việt Nam để đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị về chống khai thác đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khai thác yêu Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm nhằm góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hội nhập phát triển bền vững, phù hợp với quy định của quốc tế. Hiện các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương lực lượng chức năng tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền trưởng ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản không khai báo theo quy định, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vận hành theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất nhập lạch theo đúng quy định. Đầu năm 2023 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản bất hợp pháp. Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 2.120 tàu thuyền, trong đó tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, hơn 760 chiếc, với mục tiêu quan trọng là sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Quản trị đã và đang có nhiều cách làm sát thực tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong khai thác, đánh bắt hải sản, đồng thời thể hiện quyết tâm lớn cùng cả nước để gỡ thẻ vàng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 4197 về mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, thời gian triển khai thực hiện kế hoạch từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi huyện thành phố chọn một địa bàn trọng điểm, cấp xã hoặc thôn phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để tập trung chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị, đoàn thể chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tàn trữ trái phép sau đó tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng. Quá trình thực hiện công tác vận động phải huy động tối đa sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sử dụng đồng bộ các biện pháp để kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ và có biện pháp thu hồi phù hợp. Bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2023 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa dông, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm Mây thay đổi ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bát Ái, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều và đêm có mưa dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn giông đề phòng lốc xét, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động.